Mục lục chuyên đề học tập ngữ văn 12, bộ sách Chân trời sáng tạo. Lời nói đầu trang 3, chuyên đề 1, tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại trang 6. Phần thứ nhất, tập nghiên cứu một vấn đề văn học hiện đại trang 6. Một lớn, đọc ngữ liệu tham khảo trang 6. Hai lớn, tìm hiểu cách thức nghiên cứu về một vấn đề văn học hiện đại trang 9. Ba lớn, thực hành trang 15. Phần thứ hai, viết báo cáo, nghiên cứu về một vấn đề văn học hiện đại trang 16. Một lớn, phân tích ngữ liệu tham khảo trang 16. Hai lớn, những yêu cầu với bài báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại trang 19. Ba lớn, quy trình viết bài báo cáo về một vấn đề văn học hiện đại trang 20. Bốn lớn, thực hành trang 22. Phần thứ hai, thuyết trình về một vấn đề văn học hiện đại trang 23. Một lớn, tìm hiểu cách thức thuyết trình về một vấn đề văn học hiện đại trang 23. Hai lớn, thực hành trang 24. Chuyên đề 2, tìm hiểu về một tác phẩm nghệ thuật chuyển thể từ văn học trang 25. Phần thứ nhất, từ tác phẩm văn học đến tác phẩm nghệ thuật chuyển thể trang 25. Phần một lớn, tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học trang 26. Hai lớn, tính sáng tạo trong việc chuyển thể tác phẩm văn học thành tác phẩm nghệ thuật trang 32. Ba lớn, mục đích yêu cầu của việc tìm hiểu, giới thiệu tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học trang 36. Bốn lớn, thực hành trang 40. Phần thứ hai, yêu cầu và cách thức viết bài giới thiệu tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học trang 41. Một lớn, đọc ngữ liệu tham khảo trang 42. Hai lớn, hướng dẫn quy trình viết bài giới thiệu tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học trang 51. Ba lớn, thực hành trang 53. Bốn lớn, cách viết kịch bản phim ngắn chuyển thể trang 54. Phần thứ ba, yêu cầu về cách thức thuyết trình giới thiệu tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học trang 61. Một lớn, tìm hiểu cách thức thuyết trình giới thiệu tác phẩm nghệ thuật được chuyển thể từ văn học trang 61. Hai lớn, thực hành trang 63. Chuyên đề 3, tìm hiểu phong cách sáng tác của một trường phái văn học cổ điển hiện thực hoặc lãng mạn trang 64. Phần thứ nhất, yêu cầu và cách thức tìm hiểu phong cách sáng tác của một trường phái văn học cổ điển lãng mạn hoặc hiện thực trang 65. Một lớn, tìm hiểu các khái niệm phong cách sáng tác của một trường phái hoặc một trào lưu văn học trang 65. Hai lớn, tìm hiểu và chỉ ra những nét độc đáo có giá trị thẩm mỹ trong sáng tác văn học trang 65. Ba lớn, thực hành trang 77. Phần thứ hai, yêu cầu và cách thức viết bài giới thiệu về một phong cách sáng tác của một trường phái văn học cổ điển lãng mạn hoặc hiện thực trang 77. Một lớn, những yêu cầu chung về yêu cầu cách thức viết bài giới thiệu về một phong cách sáng tác của trường phái cổ điển lãng mạn hoặc hiện thực trang 77. Hai lớn, cách viết bài giới thiệu về một phong cách sáng tác của một trường phái văn học cổ điển lãng mạn hoặc hiện thực trang 80. Ba lớn, thực hành trang 86. Phần thứ ba, yêu cầu và cách thức thuyết trình về phong cách sáng tác của một trường phái văn học cổ điển lãng mạn hoặc hiện thực trang 87. Cách thức thuyết trình giới thiệu về một phong cách sáng tác của một trường phái văn học trang 87. Hai lớn, một số đề thực hành trang 89, bảng thuật ngữ trang 90. Thanh Tùng diễn đọc.